Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn mục đăng ký kênh màu đỏ ở đây cho Lâm Rồi sau đó các bạn ấn phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình Rồi nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những cái thông báo mới nhất từ video của mình nhé Hôm nay thì Lâm sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái trang web mới ra giúp các bạn có thể kiếm được cái đồng tiền điện tử Bitcoin hoàn toàn là miễn phí nhé. Đặc biệt ở trên cái trang web này khi các bạn đăng ký tham gia trong vòng 3 đến 5 phút thôi là chúng ta có thể rút được tiền rồi và khi các bạn rút tiền tiền nó về rất là nhanh nhá. Min rút ở trong cái trang web này nó rất là thấp này, các bạn có thể tham khảo và chơi luôn cho Lâm giá trị hiện tại của một cái đồng Bitcoin như các bạn để ý này một cái đồng Bitcoin hiện tại nó đang có giá là 49,2 nghìn đô nhá và bây giờ nó đang tăng lên nó đang cộng là 2,9 đó một mai nó mà lên tầm 50 hơn 50 nghìn ấy hoặc là 60 nghìn lúc đó khi chúng ta bán là chúng ta có thể lãi được một chút rồi nhá bây giờ chúng ta có thể tranh thủ kiếm đi rồi cái trang web ngày hôm nay Lâm chia sẻ đây Cái đường link tham gia thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video Khi mà các bạn ấn một cái đường link thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này Đầu tiên bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký Các bạn sẽ ấn một phần dấu ba gạch ở đây cho Lâm Ở đây thì nó sẽ hiện lên cái phần đó là phần đăng nhập và đăng ký ở đây Đối với bạn nào mà chưa có tài khoản nhá Thì các bạn sẽ ấn một phần đăng ký ở đây cho Lâm Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký này. Ở trong cái mục đăng ký này thì nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn sẽ điền cho mình cái Gmail của bạn vào đây. Sau khi chúng ta điền xong Gmail rồi đến tên tài khoản thì các bạn sẽ nhập cho mình cái tài khoản của bạn vào đây nhá. Rồi các bạn sẽ điền cho mình hai lần cái mật khẩu của bạn vào đây. Sau khi mà chúng ta điền xong mật khẩu này, tên tài khoản cũng như Gmail rồi, các bạn sẽ kéo xuống phần bên dưới. Ở đây nó sẽ hiện lên một cái phần để các bạn có thể xác minh captcha ở đây nhá. Chúng ta sẽ ấn vào đây chuyển đổi captcha này chúng ta sẽ dùng cái captcha bằng hình ảnh đây nhá ấn một phần ô vuông ở đây thường đối với những bạn mới đăng ký thì nó sẽ hiện lên những cái captcha giả sử nhà nó yêu cầu chúng ta chọn hình ảnh về đèn giao thông này hoặc là xe đạp các bạn sẽ chọn cho mình 3 cái hình ảnh sau đó các bạn ấn một phần xác nhận là nó sẽ hiện lên mục tích ở đây sau đó chúng ta ấn một phần đăng ký như vậy là các bạn đã đăng ký thành công rồi nhá khi chúng ta đăng ký thì nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail ở đây này chúng ta sẽ ấn một phần con để các bạn thể xác minh thành công nhé hiện tại thì mình đã có tài khoản rồi bây giờ lâm sẽ ấn một phần đăng nhập ở đây đây đúng nha xem phần đăng nhập bên dưới này đây các bạn để ý này. đây nó sẽ có một mục đăng nhập ở đây đây rồi bây giờ lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà lâm đã đăng ký trước đó rồi sau khi mà các bạn đăng nhập thành công ấy thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây nó giống như là cái phần trang chủ cũng như là trang cá nhân của chúng ta. Các bạn kéo xuống ở đây, nó sẽ hiện lên cái tổng số xu mà các bạn kiếm được ở đây nhá. Và ở đây nó cũng hiện lên cái phần rút tiền. Các bạn có thể rút cái đồng Bitcoin này về ví điện tử của bạn. Tí nữa thì Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là rút tiền. Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được những cái đồng xu ở trên cái trang web này nhá. Ở đây điều đầu tiên các bạn sẽ ấn một phần dấu ba gạch ở đây cho Lâm này. Ở trong cái mục dấu ba gạch này thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều phần ở đây các bạn sẽ chú tâm cho lâm ở cái phần đó là phần thu nhập ở đây ở trong cái mục phần thu nhập này thì nó sẽ có những cái phần là sở nhà vòi thủ công này vòi tự động này liên kết tắt này ptc và mục nhiệm vụ ở đây đầu tiên các bạn sẽ ấn mục phần vòi thủ công ở đây cho lâm ở trong cái mục vòi thủ công này thì các bạn sẽ điểm danh ở đây nhá Cứ trong vòng 3 phút các bạn sẽ vào đây và các bạn sẽ điểm danh ở đây một lần cho mình Đây các bạn kéo xuống ở đây Ở đây nó sẽ hiện những cái hình ảnh mã tibot ở đây này Chúng ta sẽ làm theo nhá Giả sử nhà 3 cộng 2 bằng 5 này Đó 1 cộng 1 này đây là phép tính cộng nó rất là đơn giản thôi Cái phần thứ hai là các bạn sẽ xác minh cho mình Tôi không phải là người máy ở đây cho lâm Các bạn sẽ ấn một phần ô vuông ở đây này Ở đây tôi yêu cầu những hình ảnh nào mà có ô tô này thì các bạn sẽ chọn cho mình những hình ảnh có ô tô ở đây rồi nhá đấy rất là đơn giản thôi sau đó các bạn ấn một phần tiếp theo này rồi các bạn hãy chọn lại chọn đại một lần nữa rồi ấn một phần kiểm tra đây nhá như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bước captcha rồi các bạn kéo xuống các bạn ấn một phần nhận phần thưởng ở đây cho lâm này để xem chúng ta nhận được bao nhiêu xu đây như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ và mình đã nhận được của đó là 50 xu ở đây các bạn sẽ ấn một phần vâng ở đây cho lâm này Đấy là cái phần đầu tiên mà mình hướng dẫn và chia sẻ cho bạn giúp các bạn thể kiếm được xu ở trên cái trang web này. Tiếp theo đến cái mục thứ hai các bạn lại ấn mục dấu ba gạch ở đây cho lâm nhá. Ở đây nó có một cái phần đó là phần vòi tự động này. Ở trong cái vòi tự động này các bạn để ý đây cho mình nhá. Cái vòi tự động này là các bạn cần phải có năng lượng nhá. Năng lượng thì các bạn cần phải tham gia ở cái mục liên kết tắt ở đây cho lâm này thì các bạn mới có thể tham gia được ở bên cái mục vòi tự động ở đây. Rồi mình sẽ sang cái phần đó là phần liên kết tắt ở đây. Ở trong cái mục liên kết tắt này thì có rất là nhiều những cái liên kết để các bạn thể tham gia Và cái tổng số xu các bạn nhận được lên tới là 2060 xu ở đây nhá Và các bạn có thể nhận được 180 cái năng lượng này Và cái năng lượng này là các bạn có thể tham gia được ở bên cái mục đó là mục vòi tự động ở đây cho lâm này rồi mình sẽ quay trở lại cái mục liên kết tắt ở đây Các bạn kéo xuống ở đây cho mình Giả sử nha các bạn tham gia một cái liên kết này Các bạn sẽ nhận được cổ nó là 100 xu Kèm theo đó là 10 cái năng lượng ở đây nhá Bên dưới này cũng vậy này Đấy các bạn để ý có rất là nhiều những cái liên kết để các bạn thể tham gia ở đây cho mình Những cái liên kết này thì tham gia nó rất là đơn giản thôi Nhưng mà nó sẽ mất một chút thời gian nên là Lâm sẽ không ngừng hướng dẫn nhá Bạn nào cũng có thể tham gia được các bạn chỉ cần ấn mục phần yêu cầu đây Nó sẽ chuyển sang một cái đường link Sau đó các bạn mở lên nhá Sau khi các bạn hoàn thành các bạn ấn mục con lơ Là các bạn có thể kiếm được thêm là 100 xu Kèm theo đó là 10 cái năng lượng ở đây nhá Đấy rất là đơn giản Ở đây có tận đấy là 25 cái liên kết ngắn Tương đương với lại là 25 cái kiểu như là quảng cáo ấy Để các bạn thể xem ở đây cho Lâm nhá Rồi sang cái phần thứ ba này cái phần thứ ba đó là cái phần PTC Ở trong cái phần PTC này là chúng ta xem video các bạn nhé các bạn ấn một phần PTC sau đó các bạn kéo xuống ở đây Hiện tại thì mình đang có là 8 cái video ở đây Và cái tổng số xu mình có thể nhận được lên tới là 152 xu ở đây nhá Đây các bạn để ý này Giả sử như là cái video này trong vòng là 30 giây Và các bạn sẽ nhận được của nó là 30 xu này Bên dưới này cũng vậy này 30 giây các bạn sẽ nhận được của nó là 30 xu này Lâm sẽ xem có cái video nào ngắn Lâm sẽ hướng dẫn và chia sẻ nhá Đây các bạn để ý này Cái video này rất là ngắn thôi Chỉ có có 5 giây thôi và các bạn sẽ nhận được có nó là 12,5 xu nhá. Đây bây giờ Lâm sẽ ấn một phần đi ở đây này, có nghĩa chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ xem cái video này. Ở đây các bạn chỉ cần đợi cho mình trong vòng là 5 giây thôi. Hết 5 giây ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái hình ảnh captcha đây. Đây các bạn để ý này, chúng ta sẽ ấn một phần ô vuông ở đây. Ở đây nó yêu cầu giả sử như là xe xe tải chẳng hạn. Các bạn sẽ chọn cho Lâm những cái hình ảnh nào mà có xe tải thôi. Sau đó các bạn ấn một phần tiếp theo này rồi chọn lại một lần nữa. Đấy, các bước của nó rất là đơn giản thôi Sau đó chúng ta ấn một phần kiểm tra Như vậy là các bạn đã hoàn thành rồi nhá Sau đó chúng ta sẽ ấn một phần uh, xác minh ở đây Để các bạn thể nhận được cái số lượng uh, coi mà nó thưởng cho chúng ta đây mình sẽ quay trở lại đây, rồi mình sẽ quay trở lại, rồi như vậy là mình đã nhận được của nó là 12,5 xu ở đây, mình sẽ ấn một phần vâng ở đây này. Đấy là một cái video đầu tiên mà Lâm hướng dẫn chia sẻ nhá, đây Lâm giả sử xem còn có cái video nào ngắn nữa không này, video này cũng là uh, 5 giây này, đấy rất là nhiều những video 5 giây ở đây. Đây giả sử Lâm sẽ sang một cái video nữa đi. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là xem một cái video nữa nhá để các bạn có thể nhận được thêm cái số xu ở đây này. Video này cũng trong là 5 giây. Chúng ta sẽ chọn những cái video mà ngắn trước sau đó chúng ta sẽ đến những cái video dài hoặc là các bạn có thể xem những video dài trước nhá. Ở đây nó yêu cầu là xe đạp đây thì Lâm sẽ chọn những cái hình ảnh nào mà có xe đạp thôi. Sau đó mình sẽ sang cái phần thứ hai này. Đấy các bước của nó rất là đơn giản thôi. Mình sẽ ấn một phần kiểm tra đây. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bước cắp trà ở đây rồi. Sau đó mình sẽ ấn một phần xác minh ở đây này. Để chúng ta có thể nhận được có đó là 12.5 xu này mình sẽ quay trở lại đây là x kia này ra rồi như vậy là mình đã hoàn thành và mình nhận được của nó là 12,5 xu đây nhá Đấy rất là nhanh thôi Ở đây mình đã xem được là của nó là hai video rồi Và cái tổng số xu mình nhận được của nó là 25 xu rồi nhá Đấy rất là đơn giản thôi Đấy là cái phần thứ ba mà mình chia sẻ cho bạn ở trên cái trang web này Giúp các bạn có thể kiếm được cái đồng xu này Và cái số xu này là các bạn có thể quy đổi ra Bitcoin và các bạn có thể rút về ví điện tử của bạn nhá Rồi tiếp theo cái phần thứ tư này các bạn ấn một phần dấu ba gạch ở đây cho Lâm. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống, ở đây nó sẽ hiện lên một cái phần đó là phần nhiệm vụ ở đây này. Ở trong này nó hiện lên là bốn cái nhiệm vụ nhá. Bốn cái nhiệm vụ để các bạn thể tham gia ở đây cho Lâm. Các bạn kéo xuống ở bên dưới ở đây cho Lâm. Nhiệm vụ ở đây thì nó hơi khó một chút Đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ bài viết lên Facebook là một này Hoặc là các bạn có thể lên chia sẻ lên Youtube nhá Để các bạn để ý này Sau khi mà các bạn chia sẻ lên Các bạn sẽ dán cái đường link chia sẻ lên Facebook của bạn vào đây Sau đó các bạn ấn một phần gửi bằng chứng của bạn vào đây nhá Tương tự bên dưới này cũng vậy Giả sử như là các bạn gửi lên Youtube chẳng hạn đây Gửi lên Youtube ở đây nó yêu cầu là cái video Trong thời gian là 3 phút này các bạn gửi lên sau đó các bạn copy cái đường link gửi lên kênh YouTube của bạn ấy sau đó các bạn ấn một phần gửi đi và sau khi nó duyệt cho chúng ta thì nó sẽ sưởng cho chúng ta số xu đây nhá và đối với mỗi một lần như vậy các bạn sẽ nhận được của nó là năm nghìn xu này tương đương với là 500 cái năng lượng và 50 điểm kinh nghiệm ở đây nhá ở cái mục này nó thưởng cho chúng ta rất là nhiều nên là nếu mà bạn nào mà có kinh nghiệm làm ở trong cái mục nhiệm vụ này thì cái tổng số xu các bạn kiếm được ở đây nó rất là nhiều nhá các bạn thể tham khảo qua ở đây cho lâm này rồi đấy là cái phần cuối cùng mà Lâm chia sẻ cho bạn giúp các bạn thể kiếm được xu trên cái trang web này. Ngoài ra bạn nào muốn đi mời bạn bè nhé. Các bạn có thể ấn mục phần giới thiệu đây cho Lâm này để các bạn có thể tham gia và các bạn có thể chia sẻ cái đường link lên những nhóm kiếm tiền trên Zalo hoặc Facebook ở đây cho Lâm nhá Đây nó sẽ hiện lên cái đường link để các bạn có thể sao chép đây. Rồi đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn lấy đường link. Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Đây là một cái phần mà rất quan trọng ở trên cái trang web này. Các bạn sẽ ấn một phần bảng điều khiển ở đây cho Lâm Ở trong cái mục bảng điều khiển này các bạn sẽ kéo xuống bên dưới đây cho Lâm nhá à, Ở cái mục rút tiền này nó ở mãi bên dưới cơ đây chúng ta chỉ rút về cái ví forecast pay và cái đồng coin chúng ta rút được chỉ là đồng bitcoin thôi nhá. Ngoài ra chúng ta không thể rút những đồng khác nữa. Đây Lâm xem là chỉ rút về Bitcoin thôi các bạn nhá. Hiện tại thì Lâm đang có là 175 xu tương đương với là 4 Satoshi của cái đồng Bitcoin và min rút ở đây nó rất là thấp thôi, chỉ có 100 cái đồng xu này thôi tương đương với là 100 cái token. Hiện tại thì Lâm đang có là 175 Đấy, các bạn đăng ký tham gia trong vòng 3 đến 5 phút thôi là các bạn có thể đủ min rút ở trên cái trang web này Min rút của nó rất là thấp nhá Rồi ở đây các bạn sẽ dán cho mình cái địa chỉ ví Bitcoin ở trên ví Forecast của bạn vào đây nhá đây giả sử nha chúng ta sẽ lên ví Forecast Pay này Đây các bạn ấn vào đây này Sau đó các bạn sẽ đăng nhập vào cái ví Forecast Pay cho Lâm Các bạn sẽ copy cho Lâm cái địa chỉ ví Bitcoin nhá Ở đây các bạn sẽ ấn một phần tiền gửi đây cho Lâm này Sau đó các bạn sẽ copy cho mình cái địa chỉ ví Bitcoin đây nhá Bạn nào mà không biết cách tạo ví Forecast Pay các bạn thể liên hệ với Lâm Lâm sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo này các bạn sẽ dán cho mình cái địa chỉ ví Bitcoin của bạn ra đây Hiện tại thì Lâm đã dán rồi Bây giờ Lâm sẽ ấn một phần rút tiền ở đây nhá rồi mình sẽ rút của nó là 175 xu tương đương với là 3 Satoshi của đồng BTC. Lâm sẽ ấn một phần vâng ở đây. Rồi như vậy là mình đã rút thành công rồi. Bây giờ Lâm sẽ quay trở lại này. Quay trở lại cái ví nhá để Lâm kiểm tra xem tiền nó đã về ví của chúng ta chưa. Mình sẽ ấn một phần tổng quát ở đây cho Lâm này. Ở trong mục tổng quát các bạn kéo xuống nhá để kiểm tra xem. Đó, cái số tiền các bạn rút về hay chưa. Các bạn sẽ xem cái phần lịch sử ở đây này. Đây như vậy các bạn để ý đây. Đó, à, như vậy là Lâm đã được cộng của nó là 3 Satoshi của cái đồng BTC, nó thanh toán cho chúng ta rất là nhanh nhá, trong vòng chỉ vài giây thôi là tiền nó đã về ví của chúng ta rồi. Thì đây là một cái trang web mới ra nên là cái sự uy tín của nó rất là cao. Các bạn thể tham khảo và chơi luôn cho mình nhá. Trên đây là cái video ngày hôm nay Lâm hướng dẫn và chia sẻ cho bạn giúp các bạn thể kiếm được cái đồng Bitcoin hoàn toàn là miễn phí nhá. Video của Lâm kết thúc ở đây. Bây giờ Lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây. Bây giờ Lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Xem video đợt trước của Lâm có bao nhiêu comment đây. Bạn nào muốn tham gia event của Lâm các bạn nhớ để lại cho mình này, số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng Viettel, villa hoặc Momo cho mình. Video đợt trước của Lâm có 95 comment. Bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây. Rồi xem bạn nào đây nhá. Xin chúc mừng bạn Vằng Trăng này, số điện thoại là Momo thì sau cái video này Lâm sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn. Video của Lâm kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn nhá.